Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Triều Lệ Dĩnh tiết lộ tình trạng hiện tại sau khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong qua một câu nói. Trong lòng mỹ nhân họ Triệu có vết thương lớn khó mà xóa nhòa. Triều Lệ Dĩnh không chỉ là một nữ diễn viên hạng nhất, một tài năng phim ảnh quyến rũ hàng đầu, mà còn là một phụ nữ thành công mạnh mẽ. Nhưng đằng sau sự thành công của nữ hoàng rating là cả một hành trình nhiều cay đắng. Mới đây, studio của Triều Lệ Dĩnh đã tung ra bộ ảnh mừng sinh nhật lần thứ 34 tràn đầy sức sống của nữ diễn viên. Nhiều netizen cho rằng tình trạng của người đẹp sau ly hôn ngày càng tốt hơn. Tháng 10 năm 2018, Phùng Thiệu Phong và Triều Lệ Dĩnh tuyên bố kết hôn. Một năm sau đó, con trai hai người chào đời, đến ngày 21 tháng 4 năm 2021. Cả hai bất ngờ khi tuyên bố ly hôn. Một số người bạn hâm mộ ngôi sao họ Triệu cảm thấy không đáng, bởi đó là giai đoạn mà sự nghiệp của cô đang lên. Hơn nữa, hôn phu của cô là Phùng Thiệu Phong, một công tử mang mác con trai cưng mẹ trừ danh. Sau khi thông tin ly hôn được công bố, Triều Lệ Dĩnh vẫn tiếp tục quay cuồng với công việc. Cô nhận đóng phim truyền hình mới, nhận lời tham gia các quảng cáo, đường công danh ngày càng rộng mở hơn. Tuy nhiên, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Khi đến với show nhà hàng Trung Hoa năm, Ninh Tỉnh đã bất ngờ khi Triều Lệ Dĩnh trở lại. Lúc này Triều Lệ Dĩnh dựng dưng đáp, em đến đây để chữa lành vết thương trong lòng. Sau đó Ninh Tỉnh, một bà mẹ đơn thân đề cập đến quyền nuôi con và hỏi Triều Lệ Dĩnh sao không mang con theo. Cô đáp rằng điều kiện kinh tế của Phùng Thiệu Phong tốt hơn mình, khiến mọi người cảm thấy xót xa và khó hiểu. Triều Lệ Dĩnh là một trong những tiểu hoa hàng đầu showbiz. Cô có đủ tiềm lực tài chính, vậy sao không tranh giành quyền nuôi con? Dù là cân nhắc về kinh tế hay có bí mật gì khác thì chỉ người trong cuộc mới biết. CNET đã bàn tán rất nhiều về câu chuyện ly hôn của Triệu Phùng, đặc biệt là chuyện cô để chồng cũ nuôi con. Diệp Phùng Thiệu Phong và Triều Lệ Dĩnh có một hiện tượng thú vị. Đó là sau khi ly hôn, cô vẫn gọi chồng cũ là bạn tốt, có thể nói rất đàng hoàng. Có rất ít người có thể gọi chồng cũ là bạn tốt, vì vậy Triều Lệ Dĩnh làm được điều này thật xứng đưa vào sách giáo khoa. Nó thể hiện sự đàng hoàng của cặp đôi sau khi chia tay, cùng thể hiện tình yêu thương mà họ dành cho đứa con chung. Bố mẹ sau ly hôn vẫn tôn trọng nhau, chính là cách tốt nhất để đưa đứa bé lớn lên được hạnh phúc. Cách đây không lâu, báo chí Trung Quốc đưa tin Triều Lệ Dĩnh gọi điện thoại cho con trai, nhưng Phùng Thiệu Phong lại nhấc máy. Thay vì ngượng ngùng, Triều Lệ Dĩnh vẫn kêu hai tiếng anh Phong, thân thiết như ngày nào. Phản ứng này khiến netizen khá kinh ngạc. Giờ đây, khi biết hai người vẫn coi nhau là bạn tốt, thì dân tình cảm thấy cách xưng hô như vậy là bình thường. Phùng Thiệu Phong từng tiết lộ trên một chương trình việc anh vẫn chưa đeo nhẫn cưới. Sau đó anh còn vô tình tiết lộ ra biệt danh của con trai mình. Do sợ Triều Lệ Dĩnh không vui, nên Phùng Thiệu Phong đã vội gọi điện giải thích ngay tại hiện trường. Chỉ một hành động cũng đủ chứng minh quyền lực thống trị trong nhà nằm trong tay Triều Lệ Dĩnh. Mới đây Triều Lệ Dĩnh đã gây sốt Instagram khi khoác lên bộ cổ phục hồng đỏ xinh đẹp của Phó Dung trong Như Ý Phương Phi. Không make up lố như Cúc Tịnh Y, nhan sắc Triều Lệ Dĩnh có phần tươi tắn, hồng hào và tự nhiên hơn hẳn. Có thể thấy mỹ nhân hữu phỉ hoàn toàn có khả năng chặt đẹp các tạo hình mỹ nhân cổ trang của đàn em. Những hình ảnh đầu tiên của Triều Lệ Dĩnh ở trên phim trường Dạ Man Sinh Trưởng cũng đã được đăng tải trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Tạo hình ấn tượng của nhân vật Hứa Bán Hạ do Côn Đảng thủ vai được nhiều người quan tâm. Phim hiện đang bắt đầu vào quá trình ghi hình. Được biết Triều Lệ Dĩnh đã dẫn theo biên kịch riêng khi tham gia đoàn làm phim để bảo đảm kịch bản được quay đúng dự kiến ban đầu. Điều đó cũng làm lên dấy lên lo ngại cho nhà sản xuất Dạ Man Sinh Trưởng có khả năng sẽ thay đổi kịch bản so với nguyên tác. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.